Rồi, chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay mình đang trên đường về thành phố Hồ Chí Minh, đang kèm cho một chú là đi mới đi Vũng Tàu xong về. Thì ở đây mình đang quẹo trái về Mai Chí Thọ, mình đang đi làng ngoài. Thì lúc trước mình có những cái clip là đi vô làng trong. Thì làng ngoài ở đây mình sẽ đi được hai làng, ở đây đi thẳng. Còn các bạn mà đi hai làng đó thì chỉ có quẹo trái thôi, là vô Đồng Văn Cống. Rồi các bạn lưu ý nè, khi ở đây thì có nhiều bạn là đang đi vô làng hỗn hợp. Làng hỗn hợp là sao, là có xe máy và ô tô đó, còn làng chính của mình là chỉ có ô tô thôi. Thì làng cái hỗn hợp này thì nó có giới hạn tốc độ cho mình chỉ có 50 thôi. Và đặc biệt khi các bạn đi trên Mai Chí Thọ thì bạn lưu ý cho mình cái biển báo và cái tốc độ nha, và dưới làn đường luôn. Là khi các bạn mà từ làng chính mà các bạn vô làng hỗn hợp thì các bạn phải đi trên cái mũi tên thẳng, tuyệt đối không đi trên cái mũi tên quẹo phải để mà nhập vô làng hỗn hợp nha các bạn ha. Quẹo phải là chỉ có để quẹo bên phải thôi, còn nhập làng là mình sẽ đi trên làng đi thẳng. Các bạn lưu ý nha vấn đề này nha. Nhiều các bạn còn thắc mắc thì đi học mà thì có người này người nọ, có người biết có người không biết, chứ không phải là ai giống như một cái người biết hết, nên các bạn cứ coi các bạn biết thì các bạn bỏ qua, còn bạn nào chưa biết mình học hỏi thêm những kinh nghiệm. Có nhiều khi mấy bạn vô cà kìa cầm này nọ chê người ta lái như thế này là không được, thì các bạn yếu các bạn mới vô coi đúng không. Rồi ở đây mình đi thẳng nè, thấy không, rồi nó đỏ dần lại luôn, mới nhảy 100 mấy đây án ôm thì rõ ràng không. Trăm mốt À, rồi mới nhảy 101 giờ quất lại 100 lẻ mấy rồi, cái xe kia phải dè lại luôn, chơi kiểu gì kỳ thiệt chứ, có một công an nó chứ, bó tay luôn. Rồi bây giờ mình nhắc lại nè, có phải các bạn nhìn kỹ rõ ràng cái làn hỗn hợp kia, trời nó đèn nó chói cánh nắng ở đây nè, nó các bạn nhìn kỹ nha, cái tay mình chỉ nha, có phải nè, mình vuốt lại luôn nè, trời nó chói. Là một làn để mình định hình cái khóa cái đó, một làn xe ô tô và hai làn xe máy nha, tại vì nó trắng nắng nó chói các bạn đó. Rồi ở đây thì có một làn quẹo trái, còn một làn đi thẳng trên kia, nên các bạn chú ý nha, là cái làn quẹo trái là để quẹo trái thôi, cái làn đi thẳng là các bạn mới vô làn giữa các bạn mới nhập làn vô nha. Có nhiều bạn là vẫn đi cái làn quẹo trái để nhập làn là sai nha. Rồi bạn nào mà đi thẳng ở trên kia thì chỉ có tốc độ 50 thôi, các bạn lưu ý nha. Chúc mình chỉ kỹ nè, 50 nè. Ồ, nó chói nắng quá. Ở khúc này mình có nói là có nhiều trường hợp anh em đã bị bắn tốc độ, lý do anh em đi vô làn hỗn hợp mà anh em đi tốc độ cao, và thứ hai anh em đi sai làn đường đó, anh em đi sai làn đường. Thì có những cái video clip mình làm, có nhiều bạn là hỏi trên diễn đàn hoặc là những cái group, nói thầy ơi mình sao mình đi vậy, đèn xanh của mình đi đúng mà tại sao giao thông bắt. Thì lúc đó mình đang làm clip lại theo cái tình huống của một bạn đó ha, mình làm clip để dựa theo cái tình huống của bạn đó, tại sao lý do tại sao bị bắt, thấy không. Nhiều khi mình làm đó thì mình cũng có cái clip đó, mình có nói là các bạn nên đi thẳng, là đi đi thẳng thì nên làn giữa. Thì cũng có ông vô chửi mình khổ vậy á, làm cũng bị chửi mà không làm cũng bị chối chửi đó. Rồi đây nè nha, các bạn thấy rõ ràng không đó. Rồi tốc độ của mình là 80 nha, thấy không, còn xe tải xe công là chỉ có 60 thôi, còn ở trong là chỉ có 50 một làn đường thôi. Để đây mình có nói cái vụ mà giao thông hay bắn tốc độ ở đây nha, thì các bạn nhớ lưu ý vấn đề này. Rồi đến đây nè các bạn thấy không, đây là cái mũi tên đi thẳng này thấy không đó. Rồi các bạn muốn nhập vô làng hỗn hợp là từ vị trí này các bạn nhập vô cũng được, và từ vị trí của mình các bạn nhập vô cũng được. Còn nếu mà các bạn thấy mũi tên này mà chỉ có quẹo phải thôi thì các bạn phải di chuyển bên làng của mình ha, làng này làng giữa, thì các bạn mới mở đèn, đợi đèn xanh đi thẳng các bạn di chuyển lên, các bạn mở xi nhan các bạn nhập vô làng. Đặc biệt ở đây nè, mình vuốt lại cho bạn coi kỹ nha, thấy không, các bạn hình dung kỹ cho mình nha, để mình coi khóa cái ánh sáng ngay chỗ đó. Các bạn thấy không, một làng ở ngoài kia có phải ba làng chính của mình là ba làng ô tô đúng không, rồi còn ở trong có phải là xe một làng ô tô và hai làng xe máy đúng không các bạn. Và ở đây ngay khúc này nó có bảng 50 nữa, các bạn lưu ý cho mình nha, nha 50. Rồi ok mình đi thôi.
Rồi, ok, mình dừng lại. Lý do, các bạn thấy dưới đường có bạch xương cá không? Đó, bạch xương cá là dành cho những xe quẹo trái. Thì ta cán là bạch xương cá, ta quẹo trái được nha. Còn mình đi thẳng thì mình cứ đi làng này nha các bạn ha. À, trong sách vở thì ta nói là không được cán bạch xương cá, đúng không? Nhưng mà thực tế thì các bạn cứ cán để quẹo trái bình thường, không ai nói các bạn đâu nha. Có nhiều bạn thì cứ dẫn ôm cuốn sách đi theo, thực tế nó khác các bạn. À, nếu mà trường hợp các bạn đi, các bạn đang đi đến chuẩn bị quẹo trái đi, các bạn thấy bạch xương cá, các bạn né vô trong đây, mà trong đây nguyên một hàng nó cả 100 chiếc nó đậu hết rồi, rồi lại bạn đứng đợi cái cho 100 chiếc này đèn xanh đèn đỏ đi, rồi xong các bạn mới di chuyển vô, rồi xong các bạn di chuyển ra, rồi các bạn mới quẹo trái, bất hợp lý. Đó, bây giờ tôi quay cho các bạn coi là có phải xe người ta đang đi bình thường không, cán lên bạch xương cá đúng không? Đó, người ta mở xe nhanh trái người ta quẹo đó, thấy không? Có ai nói gì đâu. Trời ơi, cũng có ông vô cà khịa, cho dù bất cứ gì cũng không cán bạch xương cá, cho xe hư cũng lôi ra. Mình nói hoài luôn, nhắc hoài luôn, ông nào mà nói tôi được nói nhắc hoài luôn. Chút xíu tôi nói có vấn đề ngay chỗ mà Hải Thượng Lãn Ông, mình làm clip để mô phỏng lại cái tình huống đó. Và thứ hai nữa, tôi nhìn ở đây nè, ở sau xe, ở xe sau không có, tôi đậu cũng chửi tôi, nói đậu ở đó cản trở lưu thông, người ta đi không sai luật thôi, có hơi cản trở lúc xíu, đúng không? Đúng chưa? Thì có hơi cản trở xíu nhưng mà không có ai vướng hay sao đó. Đó, mình tạo cái tình huống đó để mình sẽ coi bạn đó đúng hay là giao thông sai, đúng không? Để cho nhiều người còn biết, để tránh cái trường hợp lầm bị mất bánh mì quan. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Rồi, nhiều các bạn đã vô coi thì có nhiều comment, mình cũng không để ý đâu, tại vì mình mở ra thấy để ý kỳ quá. Thì các bạn yếu, các bạn đang phân vân về vấn đề đó thì các bạn mới vô tìm tòi, các bạn coi. Trời ơi, vô tìm tòi xong phán như đúng rồi luôn. Trời ơi, vỗ tay. Không, nhưng mà khen nha. Mình nói thôi nhưng mà mình không có trách các bạn đâu. Tại bạn biết cái đó là sai, không phải là sai rồi đó, bạn biết là văn hóa giao thông là phải nhường. Là bạn đó cũng nói luôn là nên chuyển làn vô giữa để đi thẳng, chứ không có quẹo lên đó. Tốt, bạn nói là tốt. Nhưng mà thì có nhiều bạn góp ý tốt mà, nhưng các bạn không hiểu là mình đang làm thì mình đã để ý dưới đây là không có xe. Mình làm mô phỏng lại cho người ta để cho các bạn sai. Và còn mình có hình như là có nói là cứ vô giữa đi. Không sao, có là chuyện bình thường. Thì mỗi người mỗi ý mà sao làm hết được, vừa lòng mọi người được. Nó khổ lắm, đúng không? Sao làm vừa lòng, ông trời còn không vừa lòng nữa. Mưa nắng mưa thất thường, còn không chịu, nắng không mưa, mưa không chịu. Thôi kệ, mình làm mình giúp cho những cái bạn, nhất là dưới tỉnh lên, không đi mất bánh mì. Nhiều các bạn than nhắn tin cho mình, hoặc là trong comment nói trời ơi, em cuốc xe em có 300 mà em tốn năm ổ bánh mì. Đó, các bạn hiểu rồi ha. Một cuốc xe một ngày, người ta đi kiếm tiền, người ta chở khách lên đây. Đó, rồi cuối cùng ta về, ta bị lỗ. Các bạn thấy không? Bạn biết thì các bạn bỏ qua, các bạn coi tham khảo, các bạn sẽ lựa chọn cái video clip khác hay hơn các bạn coi. Rồi, còn có bạn biết nhưng mà có người không biết. Rồi cũng mới hôm qua hôm kia có một ông nữa nhắn tin nữa, trả lời comment trên. Trước giờ tôi chưa biết cái bằng lái là gì, tôi chỉ biết giấy phép lái xe thôi. Hỏi bằng lái là gì vậy? Trời ơi, tôi khổ thiệt chứ. 10 người nhắn tin cho tôi nha. Hỏi thầy ơi, em mới có bằng mới, em mới lấy bằng, em mới lấy bằng thầy. Em bằng mới, mới lấy hôm qua thầy. Bằng không, cái gì có bằng, cái đó từ lóng các bạn ơi. Cái từ lóng của tiếng Việt Nam mình phong phú lắm, từ lóng mới hiểu. Thì nó đúng ra thì cái giấy phép lái xe là đúng, không có sai. Bằng lái sai chịu chưa, nhưng có cái từ lóng là nhiều người anh em ta hiểu. Cái tin nhắn là trên Zalo đều nói là em mới có bằng. Em bằng mới. Thấy chưa? Đó, phải theo số đông chứ. Các bạn biết rồi, cùng cà khịa nói tôi mệt thiệt chứ. Thấy xe đẹp quá, tự nhiên bất giận á. Gái lái nữa là đẹp nữa. Rồi đi luôn anh. À có mũi tên màu xanh đó ha. Rồi vàng rồi kìa, đó thấy chưa. Rồi đi xuống dưới hầm là mình phải mở đèn nha. Và đặc biệt các bạn nhớ là phải mở đèn chiếu gần.
chứ không được mở đèn chút xa. Rồi, sẵn đây mở đèn luôn. Đó, nó sẽ có hai nấc nè, dặn lên một nấc là cái đèn sương mù, dặn thêm nấc nữa là đèn chiếu gần. Để nhận biết đèn chiếu gần hoặc đèn chiếu xa thì nó hiển thị trên đây. Màu xanh lá cây là đang mở đèn. Hiển thị màu xanh dương đậm giống như cái mé biển báo này là đó đang đèn chiếu xa. Các bạn phải kéo về phía mình tắt đi nha. Không được mở đèn chiếu xa. Có nhiều bạn là mở cái đèn này là đèn chiếu gần, đèn cốt á. Có nhiều người vẫn còn lầm. Cái này là mở đèn sương mù thôi nha. Còn trong đây là đèn gầm. Ở đèn gầm, đang mở đèn gầm. Rồi, chưa đi được đâu. Ơi, anh đỏ ơi. Ừ, anh đỏ ơi. Trời ơi, đèn đỏ anh ơi. Anh mém nữa, anh bị liệu rồi. Chết rồi. Tiêu anh luôn á. Hên. Ok nha mọi người ha. Xuống dưới hầm là nó có quy định tốc độ. Không được chuyển làn đường. Không được bóp kèn. Không được mở đèn chút xa, chỉ mở đèn chút gần. Các bạn chú ý nha. Gầu đi nè. Đó, vậy thôi. Anh đậu cao quá, anh không thấy được. Dạ, mở đèn trái luôn nha. Mở xi nhan trái, mình đi sát quá chắc. Thôi, đi thẳng luôn đi, đi thẳng luôn. Dạ, đi thẳng luôn. Dạ, lý do tại sao mình phải đi thẳng. Lý do mình đi trái là dưới hầm nó đang bị sửa cái bên trái. Nó sẽ cán cái thép. Cái miếng thép giữ á. Dạ, mở xi nhan trái nhẹ. Rồi, đi theo xe trắng á. Thấy không? Tại vì mình đi bên trái nó sẽ đang sửa chữa bên trái. Nó để mấy cái tấm thép mình chạy vô ra rồi dần dần dần. Mình đi lần này. Xuống hầm không có hú đại ca. Xe cứu thương ta còn hú nữa, đại ca hú. Tào lao. Vẫn còn hú. Xuống hầm hú giao thông. Công an đó là xuống hầm hú là sai á. Văn hóa. Tại vì sao xuống hầm với ồn lắm các bạn. Đa số anh em cứu thương người ta xuống ở đây, người ta không có mở cứu hồi còi hú đâu. Anh 84 này quê vợ tôi làm tôi mất mặt quá. Giảm lại nhẹ. Đó, thấy không? Cái bệnh kia tấm sắt không? Từng từng đó, nghe từng từng đã không? Rồi, đạp cái nhẹ lên. Đó, không được chuyển làn trong đây. Đó, không được bóp kèn. Không được mở đá chuyển xa. Không được hú còi luôn. Không được nẹt vô đánh võng luôn. Không hú còi là không sai đấy ha. Tại 10 chiếc cứu thương là đi xuống đây là 10 chiếc là không có hú còi. Với nãy ông cảnh sát đó, xe cảnh sát đó là hồi nãy ở phía sau không hú. Xuống như hầm hú, ngộ vậy đó. Chạy xe đứt mình nãy giờ đó. Bên kia đó nhưng mà có không hú nhưng mà xuống như hầm hú. Bậy lắm rồi. Dạ. Đi xuống dưới đây ai ưu tiên cho ông? Tại vì xuống này cái hú nó sẽ âm thanh nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Dạ, mình cứ đi thẳng lên nha. Rồi, đi thẳng lên. Rồi, ở đây nhắc lại cho các bạn mới thấy không? Hoặc là những cái anh em mà lâu ngày không lên, lúc trước hay lên đây hoài. Ở đây cấm rồi nha các bạn ha. Tuyệt đối không vô nha. Tuyệt đối không vô, cấm nha các bạn ha. Biển cấm bụi cho bá luôn. Rồi, anh cứ đi thẳng đường này luôn. Thẳng luôn, khỏi qua. Dạ. Các bạn nào muốn về quận nhất là phải lên trên đây mới mở xe nhanh rồi đợi vô đường ký con mới được nha các bạn ha. Đó, các bạn lưu ý nha. Cấm lâu rồi đó. Đó, các bạn nào mà đi về quận nhất là đến đây nè. Có một cái lối rẽ phải ha. Rồi. Đó. Còn mình sẽ đi lên cái lên đi thẳng, mũi tên đi thẳng. Thì trên đây nó có nhập làn luôn. Thì nhập làn mình đã nói rồi. Thì các bạn phải đi trên cái mũi tên thẳng. Thì các bạn cứ gắng cố gắng sát vô cái làn nhập làn ha. Đó. Rồi anh đi tiếp. Đó, giống như là cái mũi tên này nè. Là mình sẽ đi một cái này. Rồi xong mình mới chuyển lên trên thẳng lên là đèn xanh của mình. Rồi mới chuyển vòng vô trong là làn hỗn hợp. Đó, các bạn lưu ý nha. Chứ không phải mũi tên quẹo phải mà các bạn chuyển vô làn hỗn hợp đâu nha. Các bạn chú ý nha. Đó.
bây giờ xe đỏ nó sẽ lấn qua đây, lý do có vạch sơn cá là ảnh đi thẳng, ảnh không thể nào mà ảnh cán lên vạch sơn cá để quay đầu để đi thẳng được, đúng không? Rồi đạp ga lên nè, đó, điều chân ga, điều chân ga dư sức kịp mà. Dạ đúng rồi, còn mười mấy giây mà dư sức kịp. Rồi giảm lại ạ. Nó đoạn đường khúc này các bạn biết ha, đi thẳng nè thì mình vô trong được. Đó. Khúc này là chuyên gia bắn tốc độ xe máy, các bạn đi xe máy đi thẳng vô trong kia. Thì các bạn ở đây chỉ xe máy chỉ có 50 thôi, các bạn đi nhanh là bị lụm nha. Đó, chuyên gia luôn ngay chỗ cầu Nguyễn Chí Phương. Nên các bạn đi theo tuân thủ luật giao thông đường bộ ha. Các bạn đi sai thì các bạn sẽ bị phạt thôi. Còn ta đi đúng thì không sao cả. Do vô tình sơ ý thôi. Nhiều các bạn cứ không để ý cái phần tốc độ. Hôm nay đông vui. Dạ rồi tiếp tục đi ạ. Các bạn có những cái xe người ta nhập làn vô, đó là người ta đi lên cái mũi tên thẳng người ta mới vô được nha các bạn ha. Rồi đến khúc đây á, thì để nhận biết ở phía trước nó có ngã quẹo hay không thì các bạn để ý phía bên phải các bạn có những cái biển báo đặt ngay chỗ hàng cây này à, thì các bạn dễ biết lắm. Tại các bạn mới, các bạn chưa hình dung ra được thôi. Thì trước một cái ngã tư hay cái gì đó, ở đây nó có biển báo nè, các bạn nhìn cái biển báo cho mình nè. Ha, một lên quay đầu nè, giảm lại coi chừng xe trắng nó ép vô mình nè, một lên quay đầu. Đó, các bạn thấy không? Đó, xe trắng 67 nè, phải đi vô giữa nha anh ơi, anh đừng có đi thẳng nha. Anh đi thẳng, anh đi cái mũi tên đi thẳng. Rồi, mở xe nhanh phải mình vô đây luôn. Rồi, đi. Đó, vô đây. Để chi? Để thầy quay sát sát cái vị trí mà bữa thầy có quay ha. Đó đúng rồi đó, anh đã đi đúng rồi đó ha. Rồi bạn nào nhớ chú ý là các bạn muốn đi thẳng thì các bạn phải vô làn giữa, tắt xi nhan. Còn các bạn mà đi làn ngoài bìa mà các bạn đi thẳng á là mấy anh giao thông kia anh sẽ dí. Rồi. Cứ từ từ thôi, không cần gấp. Cho xe này phải không? Mở bên trái nè. Thôi dừng lại luôn đi, bịt mở xi nhan trái nha. Rồi, đông quá. Ông này ông đậu tào lao rồi đó. Ông lấn ha, hôm nay ông sai nè. Đó, rồi ngó bên trái. Lấn qua, rồi đi. Rồi trả lấy lại. Rồi đi thẳng luôn. Đạp ga. Đạp ga lên. Nữa, đạp ga lên. Dạ, đạp ga qua luôn đi, dứt khoát. Dạ, dứt khoát luôn chứ không có nhìn nó chần chờ. Chần chờ là mình sẽ vượt đèn đỏ. Ha, tại vì có mấy ông nhỏ kia ổng chen lên làm hết quay được cái khúc này luôn, buồn thiệt chứ. Hồi nãy là mình đang đi tới nó còn mười mấy giây là mình đạp ra luôn. Rồi, rồi khúc này không đạp, bỏ đi khúc này không đạp. Hồi nãy khúc cần đạp mà không chịu đạp, khổ ghê. Giảm lại chút xíu. Giảm lại chút xíu. Cái khúc cần đạp không chịu đạp, cái khúc không đạp đạp kia thế. Rồi, nhắc lại ngay chỗ khúc hồi nãy. Lý do công kia ông đi chen lên. Đúng như là phải xếp hàng với sao á, chen kiểu đó là không được. Rồi, ở phía làng trong của mình á, phía làng trong ngay chỗ hai đường long ha. Hồi xưa nó chỉ có hai làn đường thôi. Bây giờ khúc sau nó vẫn hai làn đường, nhưng mà đến cái khúc mà chuẩn bị quẹo ngay ngã tư nó sẽ chia lại ba làn đường nha các bạn. Nó vẽ dưới đường ba làn, tôi không biết hai làn hay không, cái biển báo để hai làn cậy hay biển báo hai làn. Nhưng ở dưới đường để ba làn đường. Thì có làn bên trái. Cái làn bên trái là làn đi thẳng và quẹo trái, làn giữa là đi thẳng và bên phải là quẹo phải. Đó, thì các bạn nào đi thẳng thì các bạn được phép đi hai làn trái và giữa. Nhưng cái làn bên trái nó có mũi tên quẹo trái và đi thẳng, thì nó có mũi tên đỏ và màu xanh đi thẳng, hoặc màu xanh và đỏ. Thì năm nay dễ hiểu là các bạn đi thẳng thì các bạn đợi cái mũi tên màu xanh thì các bạn đi thẳng. Nhưng khuyến khích các bạn, nếu các bạn đi thẳng thì các bạn chuyển làn vô chính giữa các bạn đi. Để chi? Để những con anh em khác người ta quay đầu lại. Các bạn đứng đó, các bạn cản trở lưu thông. Rồi. Các bạn cản trở lưu thông thì không được. Nên các bạn chú ý nha. Đó, các bạn chú ý vào phần đó.
cái phần đó là nó cũng hay, nó có được gọi là văn hóa dân tộc á, là các bạn bắt buộc là bạn cũng đi, mình đi đúng nha, đúng lực không anh, đúng lực. Nhưng mà về văn hóa giao thông thì các bạn đang hơi cản trở lưu thông để cho những anh em đang quay đầu, nên các bạn chú ý, các bạn nên di chuyển vô chính giữa để làn giữa các bạn đi, để nhường cho anh em ta quay đầu ha, để các bạn lưu ý nha. Rồi mình sẽ xem kết thúc video clip này, cảm ơn các bạn đã chú ý, đã xem video clip. Các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký nha. Hôm nay ông chờ ông chèm tối thui không, bye bye cả nhà.